Mình sẽ dẫn Phạm Thư đi lên Quảng Ninh để tắm biển mọi người ạ, lên Hạ Long để anh em mình cùng đi bay mọi người nhá. Đi bay mọi người nhá. Mình sẽ mang bánh này để ra Hạ Long thổi nến. Thổi ra tận Hạ Long. Anh Kiên biết gì không? Gì? Cái chữ ở trong đây là Thư Từ viết cho anh ấy. Wow, sướng nhỉ? Siêu thế, thật không? Là vợ Thư viết mà, thề luôn. Giỏi phết đây. Tình yêu cứ thế đông đầy cho anh từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì khác. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành. Mọi khó khăn cũng chỉ là thử thách. Vì trái tim ta luôn luôn thuộc về nhau. Hello mọi người nha, mình được kết chỗ đây. Hello mọi người nha. Mạnh đây. Mọi người ơi, thì hôm nay mình sẽ dẫn Phạm Thư đi lên Quảng Ninh để tắm biển mọi người ạ, lên Hạ Long để anh em mình cùng đi bay mọi người nhá. Bơi. Bơi. Đấy thì sau khi mà mình đã phát hiện ra là Thư bị bỏ ùa ấy, thì hôm nay là Thư cũng đã tỉnh rồi mọi người ạ. Thật sự luôn là trong cái thời gian vừa qua là không phải là Thư là con người như vậy. Thật ra là Thư bị bỏ bùa đúng mọi người ạ. Thì nói chung là bây giờ Thư hoàn toàn là tỉnh táo rồi. Tỉnh táo tàu mọi người ạ. Bây giờ Thư rất là tỉnh táo mọi người nhá. Nên là bây giờ là có thể là đi lên Hạ Long và bơi rất là nhiệt tình luôn. Đúng rồi mọi người ạ. Đấy, bây giờ thì cả nhà mình chuẩn bị là xuất phát là lên Hạ Long mọi người nhá. Em ngồi. Em tôi là mang đồ mang bàn cho chuẩn bị ốc còn thiếu đồ chứ không? Đầy đủ rồi đấy nhá. Anh ơi. Lên Quảng Ninh là hôm nay là có hai niềm vui. Các bạn biết niềm vui gì không? Đó. Đó là vừa sinh nhật tôi, vừa là dẫn Phạm Thư đi chơi. Hôm nay là sinh nhật của anh Kiên nha, nên là chúng mình tổ chức để đi tổ chức lên Quảng Ninh mọi người nhá. Đấy, qua đây vào đây. Chuẩn bị lên Hạ Long bay thôi. Đi lên bay. Hạ Long bay đi anh em ơi. Ở đây anh em ơi. Thư và mọi người dành tặng cho anh Kiên nhá. Mình sẽ mang bánh này để ra Hạ Long thổi nến. Thổi ra tận Hạ Long. Anh Kiên biết gì không? Gì? Cái chữ ở trong đây là Thư Từ viết cho anh ấy. Wow, sướng nhỉ? Siêu thế, thật không? Là vợ Thư viết mà, thề luôn. Giỏi vết đây. Cái chăm có đẳng cấp chứ. Ước gì mày cũng có người tặng viết bánh nhà tôi như thế nhở? Tụi mình rất là ế chú yêu của kìa. Ôi trời ơi, tụi mình rất là ế và yêu cày. Cày lắm mọi người ạ. Chiến đảm bảo là đi ra Quảng Ninh sẽ có người yêu. Bởi vì là Quảng Ninh rất là nhiều gái xinh. Và chắc chắn là gái xinh nó sẽ nhận ra được vẻ đẹp của em. Chứ còn gái xấu nó sẽ không nhận ra được vẻ đẹp của em. Em gì ơi? Em không bao giờ có người yêu được. Em không bao giờ có người yêu được bởi vì là em quá đẹp trai. Vì là em quá đẹp trai. Vãi cả đái thật. Khi mà em đi đến cái chỗ con gái là con gái bịt mũi luôn. Chạy luôn. Vì em quá hôi lách. Số 2 chưa? À xin nhờ, cái gì từ. Béo thì ngoài cái sự xấu xa ra thì đã thế còn được nghèo nữa. Không phải, đang nghèo nhưng mà được cái là xấu xa mọi người. Đang nghèo nhưng mà được cái là xấu xa mọi người. Đấy, bây giờ chị Thư đấy nhờ. Cho nên là các chị em không dám yêu bởi vì sợ đứa ra đẹp ấy. Mà biết chị Thư gọi ai thế để làm gì không? Để ủng hộ mày, để động viên mày cho mày đỡ buồn thôi chứ. Chị nói thẳng mặt mày đã ngại mà chị ủng hộ ấy. Vào phân đồ kìa, từ xe xe. Vào phân đồ lốt đồ đi. Nhưng mà hiện tại trong đây ai là người đang ế, em không có yêu. Em mình cũng có 1, 2, 3, 4 bốn người thì kia. Em chưa yêu. Đéo tin. Tao chưa có người yêu ạ. Tin tao đéo là được. Nhưng mà trời em có vợ rồi. Tao chưa yêu ạ. Một phát. Gối này là gối để đỡ đầu đấy. Gối này là gối bằng cát mọi người ạ. Gối bằng cát, gối là cứu. Bên trong này. Đôi này trông nắng thôi. Thật sự thôi mọi người là đợi cái ngày này lâu lắm rồi mọi người ạ. Lâu lắm rồi mình với Phạm Thư mới có cái dịp đi chơi với nhau. Để có cái dịp gọi là hàn huyên, hàn gắn tình cảm mọi người ạ. Đúng rồi á. Điều bí mật sẽ vào
Nhưng mà từ bây giờ từ Hà Nam lên Quảng Ninh mất khoảng 3 tiếng. Mọi người ơi, buổi tối nay sẽ có một điều vô cùng là tuyệt vời. Nhưng mà sẽ là bí mật nhá. Thầm bí mật nhá. Không. Rồi. Được rồi. Vẫn đang còn... Ôi trời ơi, giật hết cả mình. Ôi trời ơi. Hôm nay là mình mời cả bạn thân của anh Kiên đến để đi một phút đặt nữa. Thế nên là 30 phút nữa bạn mới đến. Và bây giờ là đang trong giây phút là đợi mọi người ạ. Bạn rủ bảo bạn là 2 giờ đến đi lên Quảng Ninh mà bây giờ là 3 rưỡi rồi, bạn chưa tới đâu. Bạn chỉ tốt đấy mọi người. Bạn đây là bạn bạn này cao su ấy, nhà bạn bán chăn ga ổ điện. Nhà bạn bán tập hóa khác. Nhà bạn là nó bán căn tập hóa chăn ga ổ điện. Nó bán cả tập hóa nữa. Ừ, đây là hơi cao su. Nên là nó bán ở cái cao su ấy. Được. Hôm nay béo nhìn cũng đẹp da rồi kìa. Hôm nay nhìn thấy đẹp da nhỉ? Thật sự anh em mình nhìn ai đẹp da rồi đây. Nhìn ai thì đẹp. Mọi người ạ, chỉnh xấu lắm. Người đấy không béo, nó không đang bỏ polo chứ không? Ba lô không béo ấy. Ba lô này, ba lô kiểu trẻ con mọi người ạ. Ngoại hình thì người lớn thôi, nhưng thật ra tâm hồn rất là trẻ con. Nhưng mà hôm nay chỗ đấy bởi Kuteo. Đi không? Đánh cái không? Vãi cả. Ơ, thế là nó cắt lại cho anh nhỉ? Hả? Tôi không đi đâu. Tôi không đi đâu. Hay. Một cặp lắm. Hay quá. Tôi bây giờ cái chuyện này đâu. Tôi bây giờ tôi đi đại. Đéo sinh đại. Đéo mà là tụt con không bạn chị gà. Không, đưa. Cho anh tụt này. Mày đừng thách cao. Được rồi. Không. Các bạn biết thần đồng không? Thần đồng thì từ từ nó bảo tồn thôi. Đi bay rồi. Chắc chủ chính ấy. Mấy bữa nay đi bay rồi nên không có xuất hiện gì cần đâu. Thế à? Vâng. Thần đồng mọi người ạ, nó là thần đồng đấy. 1 cộng 1 bằng 3 đấy mọi người. Đi bay rồi. Thôi bay nha, đi bay nha. Nó 1 cộng 1 bằng 5. Thôi đấy rồi. Thôi. Ôi giời ơi, giật hết cả mình. Ôi giời, ôi giời. Điểm đi bơi rồi, à đi bay rồi. Đi bơi à, mà bay đi rồi. Đi bơi mà. Đi bơi. Lên đấy là có cả đi bơi, có cả đi bay. Đi gì cũng có mọi người ạ. Tầm quất ba xe ngồi đầu thư giãn, tầm quất. Anh ơi, như anh đi là như thế này đấy. Mày nhìn đi. Oh. Nhưng mà bố anh em mình đi đừng nói cho tôi biết được không? Ôi ôi. Anh em mình đi bí mật rồi. Tối nay đi massage ba sổ tí. Ngoài là tổng quất mọi người ạ. Để xem là như thế nào. Giải trí tí. Trốn thì tôi đi chơi tí. Cam này im nhá. Chứ gặp trạng đấy. Cam gì thế? Đấy nhá. Nói là đập đấy. Bóc chúng đấy. Đừng. Cam này. Ok mọi người nhá. Để mình xem là thằng bạn mình nó đến chưa nhá. Đấy nữa anh em mình sẽ khởi hành mọi người ạ. Nó lâu quá thằng này cao su. Xe mình thuê hẳn một xe 16 chỗ thôi mọi người ạ. Đấy. Xe này mình phải thuê 16 chỗ mới đủ bởi vì là lát nữa bạn mình đến đông lắm nên là phải đủ 16 người. Hơi đông mình phải đi hẳn 16 chỗ. Em tưởng hôm qua anh thuê xe 29 chỗ. 29 nhưng mà mấy thằng bạn anh ở bên Úc nó không bắt được vé máy bay về kịp ấy. Kịp. Sao? Kia là thảo bíp đấy. Cũng vứt vào đầu. Hơi bê đê tí thôi. Những con cái có cu mà nữa. Dân chơi Playboy. Gì đây? Gì đây? Thỏ này. iPhone Bluetooth. Anh ạ. Anh ạ. Đây đây. Trôm luôn. Trôm luôn. Sao lại để cái này lên đây loạn? Không, cái này là pin ở đây. Không phải BR đâu nha mọi người. Không quảng cáo đâu. Không hề quảng cáo đâu nha, đang ấy
Đang thử thôi mọi người. Bán đâu nhở? Tôi không có gà, không bê đờ. Không có gà, không bê đờ. Tôi hỏi. Và bên này con bê đờ là gì? Ebook cho sếp nhá. Mọi người nhá, thì đợi một tí nhá, xem đâu tiền trong đây. Cu mình, cu bạn. Nhiều lắm. Thì nhiều lắm. Tiền không thiếu, mốt thì lẻ thôi. Đứng yên, đứng yên, hãy đứng yên. Đứng yên, đứng yên. Thì có gì? Có gì không? Đứng yên. Đứng yên, đứng yên. Đứng yên, đứng yên. Tiền đâu? Tiền đâu? Một lũ đi bơi nhưng mà không biết bơi mọi người ạ. Đấy, mình biết bơi này, béo không biết bơi, mạnh không biết bơi, còn bíp cũng biết bơi, mạnh biết bay thôi. Mình biết chiến, mình biết chiến đi bơi, mạnh biết bay thôi. Bíp bơi giỏi mà xong rồi ngủm luôn. Bíp bơi giỏi mà xong rồi ngủm luôn. Lặn 3 ngày chưa thấy lên. Ok mọi người nhá, mình lát nữa thì mình lên trên xe rồi là mình đợi bạn mình lên rồi mình sẽ quay cho mọi người xem cái quá trình ở mình ở trên xe rồi là vui chơi như nào nhá. Ok, bye bye mọi người. Bye. Ok mọi người ạ, thì thằng bạn cao su của mình nó đã đến rồi đấy, dù 2 giờ đi nhưng mà 3 giờ nó mới tới. Còn là hôm nay sinh nhật mình với cả là dẫn bọn tôi đi chơi có bạn Xuân à Nhung. Chào mọi người đi. Hello. Các bạn nhớ Xuân với cả Nhung không? Em Xuân với cả Nhung. Nhung đi bằng gì Nhung? Em đi bằng ô tô. À thế à? Chẳng đi bằng tàu thủy. Đằng sau mà anh co su với tân giả. Mẹ ạ, bảo 3 giờ, 4 giờ mới đến. À trước đánh nhau, tưới bụi bây giờ chơi lại chơi với nhau. Đấy ngày xưa là mình thôi chứ quan, nói làm cái gì. Đúng rồi, ngày xưa đánh nhau vui. Ủa đánh nhau đi anh sao nào? Đánh nhau, đánh nhau. Hai bạn. Đúng rồi. Đánh nhau đi, đánh nhau đi. Thôi. Ba đứa bây giờ đánh nhau không biết như nào nhỉ? Trước thì là Xuân đánh thư đánh Xuân. Rồi bây giờ là rồi đánh này. Đánh nhau đi. Nhung với Xuân đánh nhau thì hai đánh nhau đi. Bây giờ chỉ có con Nhung với cả con Xuân đánh nhau thôi thì hai đánh nhau. Đấy. Hai đánh nhau thì là chứng kiến là đánh nhau nào. Ok. Bây giờ là tất cả bọn mình sẽ di chuyển. Bây giờ tất cả mình sẽ di chuyển lên ô tô nha mọi người nha. Ok, lên ô tô đi. Lên ô tô đi. Lên ô tô cất đồ đi. Cất đồ. Chiến ơi. Cất đồ. Bỏ bánh lên. Bây giờ là mình cất đồ xong thì sẽ di chuyển lên Hạ Long nha mọi người nhá. Ok nha. Let's go. Các bạn có đông lắm à? Đấy, xe đâu? Trong xe ba mọi người. Thằng này chứ. Không đi ạ. Ngồi. Xong để lên trên. Không, trên hướng gì còn chỗ. Vâng. Anh đi bao giờ say rồi. Chị ta xế vào cả. Người ta kia trên đi. Đây lên lên. Chị Thu đây đây. Em ngồi với. Đây. Bốn đứa nó ngồi đây vừa đúng không? Không vừa. Ngồi chip vào. Quá sợ say. Rồi. Đây là team bọn mình chuẩn bị là di chuyển xuống Quảng Ninh nhá mọi người. Đã đầy đủ rồi. À thiếu ăn nhỉ? Thiếu. Bây giờ nhá, thiếu ai thì nhắc lên nhá. Thiếu ai? À, thằng nào thiếu thì giơ tay lên nào. Tí đi đến Hạ Long. Thiếu đâu? Thiếu mồm phải bảo đông lắm. Thằng nào thiếu thì giơ tay lên. Chẳng ai thiếu hết. Thằng nào thiếu giơ tay. Thằng nào thiếu giơ tay được. Anh để quên em ở nhà rồi. Ô thế thằng nào thiếu thì giơ tay lên hộ cái nhỉ? Đây đồ đoàn gì không? Thằng nào thiếu thì giơ tay thôi, còn thằng nào hộ. Xuống ngoài anh chiến hộ em cái. Nó ở trong nhà kìa. Chào Phương cho nó ngủ đi. Lấy cho cái gối đi. Phương cho ông chiến ngủ đi. Ông Phương ngủ nhá. Bình vẫn đang hái xoài kìa. Ok, Bình ơi. Bình ơi. Phát nhá. Phát ạ. Phát đi ạ. Let's go, let's go. Đi ngồi kia tao. Đi đường đâu. Rồi, đã là tới lúc gọi là nhà trai xuống nhà gái rồi nhá. Bắt chị Phạm Thư và nàng trong ao. Bây giờ là nhà trai chuẩn bị xuống nhà gái nhá. Ồ, ok. Anh kia lấy vợ à? Đây là tụi mình xuống rước dâu đây. Anh kia lấy vợ đây. Có cả đôi thứ hai đôi phù rể phù dâu đầy đủ không? Đầy đủ rồi. Đầy đủ không? Đầy đủ không? Chuẩn bị là chúng tôi là. Chúng tôi phải chấp kín đây. 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 Chúng tôi
không dùng thì bảo thôi. Tôi đã mua cái này đâu ấy rồi. Em mua rồi. Chứ gì á? Hả? Bao nhiêu? 200 mấy. Thế á? Con còn Linh, vẫn còn Linh này không? Có, sao? Em có cái chị đấy. Ôi, đấy đó. Ôi, sao? Bây giờ tôi nói bạn cầm 3 phút 14 quảng xuống, xuống đất đấy. Không. Thử thách, thử thách. Thử thách đấy. Đốt bà. Mày đây này. Đây, em nhìn thấy rồi. Đâu? Rồi, bây giờ từ đây di chuyển đến đấy khoảng tầm mấy tiếng thôi nhỉ? Em như kiểu là tính cận thế nào ấy. 3 tiếng. Không, sao nhìn rõ nhỉ? Đây mà tối đấy. Bây giờ là di chuyển đến cao tốc, là phi đến Quảng Ninh đây mọi người nhá. Chuyến xe mang biển số không nhớ tên. Lát nữa sẽ di chuyển thế ơi. À hình như mình chỉ cần nhớ đấy. 29B10757. Ê chụp áp 10727 rồi. Chúng ơi, chúng lên đây đi cho Xuân xuống đây ngồi với bọn Vương. Ok. Ba chị em xuống đây. Đuổi luôn. Đuổi luôn cả mình, sợ thật. Đuổi luôn. Chán rồi. Mình phải di chuyển ra chỗ khác mọi người ạ. Ở trên còn thừa chỗ không? Còn thừa đây này. Mấy chỗ này lấy rộng. Bạn làm thoải mái mà. Bên đây nhà vừa đây. Ừ đấy, cái này thoải mái mà bạn làm đi. Đây cháu Kiên với cái cháu trong đoàn. Ở kia sẽ tạp hóa đây, lấy thùng nước, thùng nôi đồ. Đi còn đoàn còn sử dụng không? Xuân ơi. Cháu đây này cháu mua sao ạ? Mua đây nó rẻ. Bây giờ đi ra đất này, Hạ Long đất du lịch mình mó vào thì cái diện đất ở đại ní đất nồi thì mua nước đây hay đây đây chơi được không? Xinh mà trốn trốn chơi mua đây nhá. Vâng mọi cái cháu. giá gốc ở đây không mua còn mua đâu. Dạ vâng. Đây kia trong kia mà mọi chịu nóng.